cái tích kịch này là như thế nào, có gì trong này các bạn. Bây giờ mình sẽ review cho bạn xem. Ngày bị bắt là 21 tháng 7 2021, tên là Nguyễn Anh Khoa, bạn thấy không? Max speed là chỉ cho chạy 65 thôi, mình chạy 96, và lúc 8 giờ sáng là mình phải lên tòa nè. Video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách từ hai bàn tay trắng, nghèo mà hai bàn tay trắng không có gì hết, mà tới năm khoảng 30 tuổi là các bạn có thể mua nhà được ở tại Sài Gòn hoặc là Hà Nội. Và những em học sinh nào mà chuẩn bị nộp đơn vô trường đại học hay là trường cao đẳng hay là chọn ngành nghề gì đó, thì các bạn, thì em, các em nó nên xem video này nha các bạn, hoặc là ba mẹ xem video này thì nên chia sẻ kinh nghiệm cho con cái để chọn ngành chọn nghề cho hợp lý cho tương lai. Ok các bạn, thì hiện tại là mình đang ở Toyota để làm service bảo dưỡng xe 5.000 mai các bạn. Mới mua xe đây mà đã đi gọi là được 5.000 mai tới bảo dưỡng rồi. Thì đúng như tiêu đề của video này các bạn, thì mình đã bị công an bắt, police bắt sau sinh nhật luôn các bạn. Đó, thì giờ mình đi cùng mình đây, mình sẽ nói cho bạn biết là gọi là miêu tả quá trình là bị police bắt ở tại Mỹ này như thế nào và tại California như thế nào các bạn. Đây, mình cho bạn coi, đây là tích kịch của Mỹ các bạn. Cái tờ giấy nhỏ màu vàng này không, trị giá đâu đó cũng tầm 1.000 đô, tầm 2-3 triệu nha các bạn. Đây là sinh nhật, gọi là mình ăn sinh nhật xong, mình ăn sinh nhật ở trên, chú Hải sinh nhật, Thảo ăn sinh nhật, rồi police ăn sinh nhật chung với mình luôn. Bây giờ mình với mình sẽ ra bên Long Beach ở ngoài đây nè. Mình sẽ nói chung là tâm sự với các bạn coi chút về gọi là cuộc sống tại Mỹ, các bạn du học sinh Mỹ. Bây giờ ăn chơi hoài, video này không ăn chơi gì nữa các bạn. Nói chuyện về gọi là cuộc sống Mỹ rồi bị police phạt thì có giống như ở Việt Nam không, khác gì không. Rồi mình nói chuyện với police như thế nào, tại mình đang là du học sinh mà mình nói tiếng Anh cũng không có giỏi nữa, thì mình nói chuyện gì với police các bạn, tại police nói gì với mình. Ok các bạn, theo chân mình bây giờ lên xe của mình, xe mình đang bảo dưỡng trong kia phải tầm 2 tiếng nó mới xong các bạn. Ok các bạn, thì hiện tại là mình với cô Minh đã ra tới Long Beach các bạn. Đây là bãi biển Long Beach ở tại Los Angeles các bạn. Bãi biển này cũng khá là nổi tiếng các bạn, nghe tên Long Beach coi phim chắc Hollywood có nhiều đúng không mình nè. Đó, đang đứng đây. Ok, bây giờ thì video này như mình nói á, là mình sẽ gọi là nói về tâm sự về việc bị police bắt như thế nào, rồi mình nói chuyện ra làm sao với police. Thì á, cô Minh nè, Minh đâu? Lại đây. Đây nè, đây thì cô Minh nè. Thì đó giờ em bị police bắt nào chưa? Chưa bị. Đó, Minh nó chưa bị police bắt lần nào các bạn. Không biết trời giờ. Thì nó chưa biết là, không biết là police bắt thì nó sẽ nói cái gì, làm cái gì. Y chang các bạn coi video này, các bạn cũng chưa biết là cái gì hết. Thì hôm nay mình sẽ làm video gọi là miêu tả lại cuộc trò chuyện giữa mình với lại police khi mà bắt mình như thế nào, và hỏi mình cái gì, nói cái gì, và cái thẻ này, cái tích kịch này là như thế nào, có gì trong này các bạn. Bây giờ mình sẽ review cho bạn xem. Thì sau khi ăn sinh nhật xong các bạn biết không, mình uống hai ly cocktail các bạn, hai ly cocktail xong là tới tầm 12 giờ đêm rồi. Thì mình đi về lại Santa Barbara, thì về 2 tiếng các bạn, gần tới 2 giờ sáng thì mình mới chạy về tới Santa Barbara lận. Thì người ta nói rồi, người ta gần về đích thì người ta thường tăng tốc các bạn. Thì là mình bị bắt cái này là mình bị bắt ở trên gọi là cao tốc highway các bạn. Mình chạy tới 96 km/h trên 65 mile cho phép. 65 mile là tương đương với khoảng 120 km đúng không mình? Đúng rồi, 120. Thì mình chạy 96 mile thì đâu đó có 160 km/h thôi các bạn. Đó, và nó bị bull vô các bạn. Lúc đó là tầm 1 giờ rưỡi sáng sau khi sinh nhật xong các bạn. Thì mình ngồi trong cái xe này nè, mình ngồi trong cái xe này mình chạy lúc đó là 96 mile. Và nó chạy theo mình luôn bạn, mình chạy 160 km/h thì bullet cũng chạy 160 km/h. À, chạy dí theo mình các bạn, bật điện sáng lên quá trời luôn. Cái mình thấy rồi không ổn rồi, xong mình giảm tốc độ xuống. Thì ở đầu nó đập loa các bạn, đập loa lên là yêu cầu anh kho búp biển số xe bao nhiêu đó. Tắp vô là ở exit, ở bên cao tốc hay có mấy exit các bạn, thì đọc là exit số 10. Tắp vô exit số 10, nó sẽ kéo mình vô trong cái lề nè. Nó sẽ kéo mình vô cái lề giống như mình đang chỉ với mặt bạn nào đó, cái lề như vậy. Đó, mình sẽ tắp vô. Và police sẽ đứng đậu sau lưng đít mình. Xong mình sẽ hạ cái kính vậy nè. Xong thì mình ngồi im, xong mình để hai tay lên gì. Nghĩa là khi mà police tới á, lúc mà police mà dừng mình lại rồi, mình sẽ đậu vô, xong mình sẽ đừng mà im vậy nè, để chờ nó police nó nói gì đó mình sẽ làm theo. Chứ mình không có được làm gì, tại vì bên Mỹ á, nó có văn hóa là văn hóa súng đạn hoặc là cái gì đó vật nguy hiểm sẽ tấn công cảnh sát police, nên bạn không có được là thấy police xong rồi bạn xuống bạn mò bạn lục tìm giấy tờ rồi bạn lục học nè, bạn lục mấy cái này ra là họ nhiều khi là nó sẽ trấn áp bạn là nó bắn bạn á, nên bạn chỉ ngồi im vậy thôi. Thì police nó sẽ đi từ sau lưng mình nè, nó sẽ rà sau lưng này, mình là một xe nè, đó nó sẽ rà trong này nè, đó nó sẽ đi rà xong nó sát chỗ đây nè, đứng chỗ này nè các bạn, đó đứng hướng vị trí này nè, xong nó nhìn cho mình, xong mình phía nhìn qua nó, đó nó hỏi cho
Mày có biết là mày chạy họ nhanh lắm không? Đây là mình đang miêu tả cho bạn biết là bằng tiếng Việt, nhưng bạn mà xin nói tiếng Anh, mà biết là mày có biết là mày chạy nhanh lắm không? Biết. Hỏi cho tại sao mày chạy nhanh như vậy? Mày xỉn đúng không? Mày uống rượu bia mày xỉn đúng không? Mình mới kêu là không, em không có uống rượu bia gì đó. Mày đi đâu giờ này mà 1 giờ sáng, 1 giờ rưỡi sáng mới về? Kêu ra dạ bữa nay là sinh nhật của em. Nên họ em đi họ ăn sinh nhật ở trên Los Angeles, em mới về. Có bằng lái không? Đó, mình phải y như mình ngồi vậy nè, hỏi mình là có license không? Kêu có, xong mình lấy đưa cái license của mình là bằng quốc tế. Xong cầm bằng quốc tế xong nó kêu cho có passport không? Xong rồi mình cầm passport đưa luôn. Xong kêu ủa là họ mày không có bằng California, xong kêu không có bằng California, chỉ có bằng quốc tế thôi. Xong cái nó nhìn chằm chằm mình nè, kêu cho không, tao chắc chắn mày uống bia rượu. Nó sẽ hỏi không, tao uống đâu, mày không uống mà mày chạy tới, mày biết mày chạy tới họ gần 100 mai trên một giờ không? Nghĩa là mày chạy very very fast, dùng từ very very fast luôn chứ không phải là fast nữa các bạn. À, nghĩa là ở bên Mỹ này nó có cho bạn chạy vận tốc tối đa là 65 mai trên một giờ ở trên hai cao tốc trên freeway. Nghĩa là bạn được chạy vượt quá 5 mai, nhưng mà trong vòng 5 mai nghĩa là từ 70 mai đổ về 65 mai là bạn không bị bắt. Mà trên nó ví dụ như 75 mai, 80 mai rồi bị bắt. Rồi 85 mai là nặng, rồi tới 90 mai là mình lên tới 95 mai, 96 mai luôn bạn. Nghĩa là mình đặt tới maximum luôn rồi. Bữa đó mấy quốc hai ly cốc theo vô. Nó nhìn vô mặt mình chăm chăm hỏi mày xỉn chắc chắn luôn. Tại vì má mày nói mày sinh nhật. Xong mình nói chứ không, tôi không có xỉn, tôi không có uống rượu gì hết. Mày uống rượu, tao không uống rượu. Xong cái nó lấy cái passport mình ra, nó hỏi cho mày sinh ngày tháng năm nhiêu. Xong mình kêu là tôi sinh 20 tháng 7 năm 92. Xong nó lật lại 20 tháng 7 năm 92. Xong nó nhìn nó ngày, ồ là sinh nhật đúng không? Tại lúc đó bữa tối là nó qua ngày 21 rồi bạn. Thì nó xong kêu sinh nhật vậy là. Xong nó hỏi mình là mày bao nhiêu tuổi? Nghĩa là nó đang hỏi để nó test mình là mình còn có tỉnh táo không? Mình có bị xỉn không? Mình nhớ mạng. Xong mình ngồi cho ủa năm 92 đúng không? Hỏi mình bao nhiêu tuổi nữa. Xong mình nói là mình ngồi xỉn 29 tuổi. Thế mà sinh nhật của mày, mày không uống rượu thì mày lại dễ sinh nhật. Mà tại bạn biết ông văn hóa tại Mỹ á, là cứ sinh nhật là uống rượu bia rồi đập đá thuốc tùm lum tà la hết. Mình mới nói chứ thì tao vô tao uống nước ngọt thôi, rồi tao đi ăn bình thường thôi, chứ tao đâu có bạc ti là nhậu nhẹt rồi gì đâu. Hai thằng nhân bạn mình miêu tả bạn, một thằng bên trái là đứng đang cái hướng đang nói chuyện với mình nè, còn cái thằng bên phải là đứng bên này nè, nó sẽ nhìn thẳng bên này, nó coi hết cái của mình đó. Thằng bên phải đứng hướng chỗ này, nó sẽ canh luôn mình, coi thử mình có manh động mà lấy súng lấy đồ ra gì đó các bạn. Bạn hiểu không? Bạn thấy coi video bên thích sách rồi cầm súng là xả luôn nhiều vậy. Bạn biết cảnh sát rất là nguy hiểm, cái nghề cảnh sát rất là nguy hiểm ở tại Mỹ, các bạn có nghĩa là nó đi mà giờ khuya nó sẽ xả súng bất cứ lúc nào luôn đó. Xong cái đầu nó kêu mình đi ra đúng không? Ok, nó xong rồi mở cửa ra mình đi ra, nó đứng ở nhân bạn, nó sẽ chỉnh nút cho bạn các kiểu nha, nó chỉnh nút bấm xuống như này, nó thọc tay vô nó chỉnh trong này nha các bạn, chỉnh xuống để cho nó nhìn được hết xung quanh này nha, nó chỉnh hết ra nha. Xong nó sẽ kêu mình đi ra, mình tại mình đã tay gì mà nó kêu mình đi ra. Thì mình xem đi ra, nó thập tay vô này, nó mở này cho mình nè nha. Đây là mình đang ngồi, mình đã thay tay gì xong mình, nó là cảnh sát nha, nó thập tay vô này, đây nè. Đây nè. Ờ đúng rồi đây. Đó, mình nó để đây nè, đó nó sẽ mở ra. Đó, cảnh sát nó sẽ mở ra gì nữa bạn. Đó, nó mở cho mình đi ra. Đó, ok không? Nó sẽ mở cho mình đi ra các bạn. Nó sẽ mình đi ra vậy nè, xong. Đó, rồi mình đi ra đây. Mình sẽ miêu tả cho bạn coi. Mình sẽ đi ra đây. Đây. Cái này gọi là đúng vị trí luôn nha bạn. Mình sẽ đứng ở đây. Ở đây nha. Cái xe nó là cái xe này xe của mình. Mình sẽ đứng đây. Xong. Trước mặt mình là mình đang cầm ra là thằng cảnh sát. Xong bên hông bên này là thằng cảnh sát nó đang cầm tờ giấy nó coi giấy tờ của mình. Đó. Giờ mình sẽ miêu tả lại cái cuộc nói chuyện của mình với lại thằng thằng nói như thế nào để cho các bạn dễ hiểu. Nó hỏi tiếp là hả mày có bị máu nhiễm mỡ không? Không. Mày có tim đập nhanh không? Không. Chứ mày có tiêm cái chất gì đó insulin vô máu mày không? Sẽ kêu không. Mày có chơi thuốc không? Kêu không. Mày không chơi bất kỳ loại thuốc nào hả? Kêu không. Mày có uống thuốc chất kích thích đồ này nọ gì không? Kêu không. Đây là cái cuộc nói chuyện là mình xin miêu tả bằng tiếng Anh hết nha. Mắt mày có đeo len không? Xong kêu cho không. Đâu đeo gì đâu, mắt nó bình thường, khỏe lắm. Xong nó chuyển qua là tự nhiên thay đổi chủ đề, nó hỏi tình cảm mà. Nó hỏi là mày có ngủ đủ giấc không? Xong cái tự nhiên nó cái hỏi đủ giấc không? Nó hỏi giống như là tâm sự các bạn, mình kêu cho đủ. Xong nó hỏi chứ ủa lần cuối cùng mày ngủ là khi nào? Xong cái mình ngồi mình suy nghĩ mình cái thì lần cuối cùng tôi ngủ là hôm qua là lúc mấy giờ? Hôm qua là lúc 12 giờ đêm. Thế mày dậy lúc mấy giờ? 7 giờ sáng. Ủa cuối cùng là mày ngủ mấy tiếng? Thì tao ngủ 7 tiếng. Ủa, xong mình bắt đầu mình lúc mà trả lời mình nghĩ chết mẹ thằng này bắt đầu giới bộ nó hỏi tâm sự gì, thiệt ra nó đang test mình coi thử là mình tính toán giờ giấc có chuẩn không, cộng trừ nhân chia có đúng không bạn, nếu mà bạn xỉn á hoặc là bạn chơi thuốc á, bạn phê, bạn tính tào lao hết bạn à.
u nó hỏi ghê mày. Rồi mày ăn có mày ăn họ có no không, kêu cho no. Nó thế họ lần cuối cùng mày ăn là khi nào, chỗ hỏi bữa ăn cuối cùng khi nào, thì ta ăn lúc 11 giờ, ta sinh nhật ta lúc 11 giờ chứ lúc nào nữa. Nó kiểm tra lô đích học lại các bạn, nghĩa là mình mới đi sinh nhật về, mình nói lúc trong xe các bạn, xong mình ra ngồi nó hỏi mình là bữa ăn cuối cùng mày là khi nào, thì mình nói cho hồi nãy tao nói mày rồi, tao mới ăn sinh nhật về lúc 11 giờ, tao chạy về đây 2 tiếng hay giờ là 1 giờ mấy mày bắt tao nè đó. Xong nó hỏi cho ủa vậy hả, rồi mày ăn gì, trời má ơi. Nó hỏi mình vậy, thì tao ăn sinh nhật, nhưng mà trong bữa ăn sinh nhật đó mày ăn cái gì, thì tôi ăn đồ Việt Nam restaurant, tôi ăn đồ ăn Việt Nam. Mày ăn đồ ăn Việt Nam là mày ăn cái gì, à mày ăn ở đâu, thì tôi ăn đồ ăn Việt Nam, tôi ăn ở trên Los Angeles đó, tôi ăn ở quận Cam á, mày có biết quận Cam không, mày biết Orange County không, ông nó kêu cho à biết, nhưng mà cái nhà hàng của mày nằm ở đâu. Ủa, sao mình nữa nhá, má sao mình nhớ tao má cái quận Cam lắm, sao biết cái đường nào khu nào, tôi ở cái khu Santa Barbara mà tôi nhiều khi tôi không nhớ cái đường tôi đang ở là cái khu nào nữa. Muốn tiếp tục quay lại hỏi tiếp là mày ăn cái gì trong nhà hàng đó. Mình mới kêu cho thì tôi vô tôi ăn lẩu, hiểu không, mình kêu mình ăn hot pot. Nói thì hot pot là cái gì, trời ơi nó hỏi nhây không bạn, hỏi dễ mang luôn. Thì hot pot là mình lúc đó bạn biết không, lúc đó gần 2 giờ sáng, nhưng bạn 2 giờ sáng rồi đó, trời phê lắm luôn rồi đó bạn, đi từ sáng đến tối luôn, đi từ lúc mà dậy từ lúc 7-6-7 giờ sáng chạy xuống một mình mà tới 2 giờ sáng hôm sau luôn mà chưa ngủ chưa gì luôn nha. Nó bọn đang hỏi gì á, mình kêu hot pot là cái nước á, xong mình nấu sôi lên, xong rồi bỏ mì vô, bỏ rau vô, xong rồi bỏ cá vô, gọi là hot pot. Theo cái nó nói vậy á, bây giờ tao sẽ làm theo mày một bài test, mày phải làm theo hả, theo tao là mày test nha. À hàng vui quá cười lắm, mình làm mày test vậy nè. Nó sẽ gọi là đưa cái tay lên mắt bạn vậy nè, nó đưa một ngón tay lên mắt bạn, nó đưa lên trước bạn vậy nè, đúng không, xong nó kêu là mày hãy nhìn vô cái ngón tay của tao. À rồi mình nhìn vô tay nó, mà khi tao di chuyển chỗ nào á thì ở bên trái mày nhìn qua trái nha, cái đầu giữ nguyên nha, cái đầu phải giữ nguyên vậy nè, cái đầu bạn phải giữ nguyên vậy nè, cái đầu bạn giữ nguyên nè, đưa tay lên, khi tao đưa qua trái là bạn nhíu qua trái, xong tao đưa giữa thôi lấy qua phải rồi qua phải, nghĩa là cái đầu giữ nguyên, cái mắt mày phải nhìn theo cái này nha các bạn đó. Trời nó cứ đưa trời nó nhìn chằm chằm mắt, nó tét mắt mình các bạn, nó tét mắt mình nhìn không, xong cái nó đưa vào đây, xong nó đưa vào đây, xong bây giờ nó kêu cho bây giờ tao sẽ làm vòng tròn, mày phải nhìn theo cái tay đó nha, xong nó làm gì các bạn, đó, nó làm gì nè, nó quay vòng tròn như các bạn, bạn sẽ nhìn thấy nói vậy nè, xong nó quay vào đây xong tới đây đúng không, nó làm phát vậy nè, xong rồi xuống đây, xong rồi giật lát luôn. Má nó giật lên liên tục nhiều, nó làm 5 phút nhìn là muốn lón cái mắt luôn, nó làm cho mắt bạn nó quay vòng luôn bạn. Xong ok đúng không, nó chuyển qua bài test thứ hai, khi mình đứng thẳng lên, xong rồi là phải chụm hai chân lại nha các bạn, bạn phải để chân gì nè, đây bạn phải đứng gì nè, à đứng gì, bạn đứng chân gì nha các bạn, xong cái hai tay này bạn phải để gì nè, giữ im nha, giữ im gì nha, đó đầu tiên là nó sẽ kêu bạn giơ cái chân trái này lên các bạn, giơ chân trái lên nha, giơ lên gì nè, xong nó bắt bạn á là phải đếm từ, nó đếm là từ 1000, nó bắt mình đó là 1001, 1002, 1004. Nó kêu là khi nào mà nó kêu dừng thì mới dừng, còn không thôi mà phải đứng mà vô chân lên này mày đếm biết thôi. Trời ơi bà mẹ mình ngồi đếm 1000, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, mình đếm tới 1029. Nó bấm đồng hồ nó coi má xong kêu ok rồi dừng lại. Nó test là có hiểu là mình đứng có vững không các bạn, nếu mà mình đứng không vững á nghĩa là mình đã bị xỉn các bạn. Nó mày hiểu không? Nó đứng không vững là xỉn liễn. Nó kêu mình đếm là để chi mục đích là làm hướng mình đếm đúng không? Có nhiều đứa nó đếm ví dụ 1001 xong nó quên mẹ luôn, 02 3 nó đếm tào lao luôn các bạn. Nó đếm gì luôn. Đó, mình bắt được cái bài test đó. Bắt cười các bạn, 2 giờ sáng nó bắt mình đứng giơ chân lên đếm gì á. Sau khi test hết tất cả luôn nó mới lấy cái bàn nồng độ cồn ra, nó kêu mình lấy hơi mạnh lên xong rồi thổi cái nồng độ cồn. Xong máy báo không có nồng độ cồn các bạn. Bà mẹ nó bữa hơn là tối đó mình uống 2 ly cốc theo thì nó không có nhiều cồn hết. Giờ cái mình uống uống Monster này xong mình ăn xin gom rồi này nó cái kiểu đó, nên không còn cái gì cho người bên tại sự là mình đâu có uống cồn đâu các bạn. Uống những nước trái cây rồi dưa hấu cái kiểu nước đá chanh không mà nó đâu có đâu bạn. Đó, thì nó test ra không có gì hết. Xong á nó mới kêu là ok, nó dẫn mình vô xe ngồi. Kêu ngồi lại đi. Tại vì mày chạy, mày không có uống, ta xác nhận với mày là mày không có uống rượu bia. Nhưng mà do mày chạy quá là nhanh đi, mày chạy tới 96/65 luôn, mày có biết là mày không có được chạy quá 65 cái kia mai không? Đó, nên giờ ta sẽ viết cho mày một cái tích kịch. Đây bạn nhìn thấy tờ giấy của mình nè, State of California Department of California Highway Patrol là cảnh sát ở trên highway các bạn. Đó. Ngày bị bắt là 21/7/2021, thời gian là 1:25 sáng thứ tư. Đó các bạn, tên là Nguyễn Anh Khoa, bạn thấy không? Đây bạn nhìn cái bài phạt nè, bạn thấy không? 96 nè, thấy không? Đó. 96. Max speed là chỉ cho chạy 65 thôi, bên chạy 96. Speed approach là 89. Gần 89 approximately các bạn.
Nó ghi vô đóng luôn các bạn. Sau khi nó ghi hết thì nó cho mình cái số phone nè, nó kêu mình gọi cho số phone này các bạn. Đó. Là đây 21 tháng cái ngày của mình lên là ngày 21 tháng gì đó. Ngày 13 tháng 10. Các bạn thấy không? Ngày 13 tháng 10 và lúc 8 giờ sáng là mình phải lên tòa nè. Bắt to do là bạn thấy không? Follow theo cái hướng dẫn sau lưng. Mình sẽ lên Superior Cross là một cái tòa gì đó. Ngày thứ tư 3 tháng nữa mình sẽ lên. Chỗ này bạn nhìn nè. Important read carefully là bạn sẽ đọc, là bạn sẽ hướng dẫn bạn làm gì. Qua em Ninh là bạn sẽ xuất hiện nếu mà bạn tại tòa nè, bạn sẽ bị phạt gì là 6 tháng hoặc là 1.000 đô tiền phạt. Nếu mà bạn tùm lum luôn. Đây là cái what to do là bạn nên làm gì nè. Bạn nên yêu cầu bạn nên xuất hiện tại tòa đó vào ngày tháng 5 gì trên đó. Bạn có thể trả cái tiền phạt nè, hoặc là bạn xuất hiện tại tòa để cãi lộn, hoặc là bạn sẽ đi học, bạn thấy không? Hoặc là bạn sẽ đi học ở tại cái trường gọi là trường Sheffield School để bạn được xóa các bạn. Tùm lum luôn, nó hiện tùm lum luôn các bạn. If you don't gì đó xuất hiện tại tòa nè, Sheffield School nè, you might be able to avoid a bond college school, you must pay the phí. Nghĩa là bạn đi học ở trường này bạn phải đóng phí, bạn đóng phí tiền phạt, ví dụ 500 đồng học trường này, 200 đồng nữa là 700 đồng, xong tiền tòa tiền hộ tùm lum bạn. Đó, đây là sau lưng tờ giấy nè. Cali này á thì là nó là ban dân chủ các bạn à, nên á những cái tích kịch mà nó viết cho mình á thì nó rất là nặng các bạn. Nghĩa là cái tích kịch của mình á không á là khoảng 500 mấy gần 600 đồng, có nghĩa là tầm khoảng 14-15 triệu các bạn, cái tích kịch của mình á. Sau đó là khi mình có cái tích kịch rồi là mình sẽ đi, gọi là một á là mình đi lên tòa, mình thuê luật sư cãi lộn với nó là mình không nhận tội để bên tòa xét xử các bạn. Nghĩa là không phải là nó biết cái tích kịch cho mình xong á là mình có tội các bạn, là mình nghĩa là mình có được quyền gọi là đi ra tòa nói là tôi không có tội, anh nói tôi có tội anh hãy chứng minh đi, thằng cảnh sát nó chứng minh các bạn. Còn không, nếu mà nó không trên cái ngày xét xử tòa mà nó không lên, nó nghĩa là mình vô tội nha các bạn. Nghĩa là ở bên này á là thoải mái, nghĩa là không phải ở bang Cali đâu mà là tại nước Mỹ luôn, nghĩa là cái tích kịch là chưa chắc là bạn đã có tội đó. Thì nó cho mình ví dụ như là mình có 3 tháng, nghĩa là từ đây là tháng 7 tới tháng khoảng tháng 10 thì mình mới lên hầu tòa. Thì mình lên hầu tòa, tòa sẽ hỏi mình là cái thằng cảnh sát á nó biết cho mày là cái tích kịch gì á, mày có nhận tội không? Xong mình nói là không, tôi không có nhận tội. Xong tòa kia ok rồi mày về đi, mày được quyền tự thuê luật sư, hoặc là mày ta sẽ cho luật sư thực tập ở tại này để cải thuê cho mày, cải ri cho mày, để cho mày lựa chọn. Nó các bạn nghĩ là mình được quyền tự về tự thuê luật sư giỏi để cải, hoặc là tòa nó chỉ định thằng luật sư ớt ơ nào đó thực tập ra cải cho mình các bạn. Đó, dạng vậy. Còn nếu mình ra mình nói là mày có nhận tội không? Nhận. Ok. Đơn giản bạn đi ra đóng phạt các bạn, ra đóng phạt hết 500 mấy đồng á. Sau đó bạn sẽ đi đăng ký vô cái lớp học, gọi là cái lớp học cảm tình đảng. Dạng như là lớp học mà dạng như học luật giao thông đồ này nọ bạn. Mình học xong tốt nghiệp cái lớp đó là tầm khoảng học khoảng mấy tiếng các bạn, học 8 tiếng gì, học tầm ngày á. Xong mình lôi cái đó vô cho tòa. Thì tòa nó sẽ xóa lịch sử tích kịch đó cho mình. Cái tích kịch đó nó quan trọng lắm bạn, nghĩa là cái tích kịch nó phạt đó, không phải như bên Việt Nam là mình đóng phạt là xong đâu. Như bên Mỹ á, cái tích kịch đó nó ghi trong lịch sử hồ sơ của mình luôn, nghĩa là sau này mình mua gì bảo hiểm á, mua xe mua đồ cộ hay mua gì có bảo hiểm là nó sẽ tăng giá bảo hiểm nha các bạn. Nghĩa là mình đã vi phạm này nọ nó sẽ tăng giá bảo hiểm lên, nó không có bán giá theo kiểu như là bình thường mình mua có 1.000 thôi, 1.000 đô bảo hiểm, thì bây giờ có cái tích kịch này á vô hồ sơ nó bán mình 2.000 đô các bạn. Đăng nặng nó cho 3.000 đô luôn đó các bạn thấy không. Nên mình phải đi học lớp cảm tình đảng để gọi là xóa cái tích kịch lần đầu tiên đó. Vậy các bạn. Thì bạn biết ở bên Cali là cái bang dân chủ nên cái mức phạt một cái tích kịch của mình nó rất là nặng các bạn ạ. Tầm 500 đồng. Còn những cái bang khác như bang bên Texas thì nó rẻ hơn các bạn. Bên Texas thì tầm 100-200 đồng thôi một cái tích kịch thôi. Nghĩa là tầm 2-3 triệu, 3-4 triệu thôi. Còn bên Cali họ nó bức phạt mười mấy 20 triệu luôn các bạn. Nên nó tổng giá trị mình bữa nay sinh nhật cái tích kịch này của mình là nó tầm hết 1.000 đô các bạn. Giải quyết xong hết phải cả 1.000 đô. Đó, là phải đi hầu tòa nữa. Công nhân biển ở Long Beach ra hát họ in xèo hết.
Các bạn thì hiện tại là mình đang ở tại Santa Barbara. Thì sẵn chia sẻ các bạn dịp mà bị cảnh sát giao thông bắt ở tại Mỹ thì ngồi tâm sự, thì hôm nay mình chia sẻ luôn các bạn, gọi là mấy em học sinh bây giờ là chuẩn bị là thi tốt nghiệp đại học xong, chuẩn bị nộp đơn vào trường học rồi chọn ngành chọn nghề như thế nào để gọi là sau này làm giàu hoặc là kiếm tiền mua nhà ở tại Sài Gòn hay Hà Nội gì các bạn. Lâu lắm rồi mình ngồi mình tâm sự với các bạn về gọi là việc học hành rồi kinh doanh rồi làm giàu các bạn. Thứ nhất là video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để gọi là thoát nghèo nha các bạn. Không phải để làm giàu đâu các bạn, làm giàu thì nó có rất là nhiều yếu tố các bạn ạ. Nhưng mà mình sẽ chia sẻ cách thiết thực nhất là cho các bạn mà để thoát nghèo và từ hai bàn tay trắng, nghèo mà hai bàn tay trắng không có gì hết, mà tới năm khoảng 30 tuổi là các bạn có thể mua nhà được ở tại Sài Gòn hoặc là Hà Nội. Các bạn, bạn có thể mua căn chung cư ở tầm 2 tỷ ở năm trước 30 tuổi nha các bạn. Thì đây là video rất là thiết thực cho những cái bạn mà hai bàn tay trắng khởi nghiệp và những em học sinh nào mà chuẩn bị nộp đơn vô trường đại học hay là trường cao đẳng hay là chọn ngành nghề gì đó, thì các bạn, thì em các em nó nên xem video này nha các bạn, hoặc là ba mẹ xem video này thì nên chia sẻ kinh nghiệm cho con cái để chọn ngành chọn nghề cho hợp lý cho tương lai. Thì đây là lời khuyên từ mình, từ Khoa Búp nữa các bạn, khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng đến bây giờ trên đất Mỹ, mình đang ở trên đất Mỹ. Thì mình nói là mình không có giàu, nhưng mà để gọi là triệu phú đô la thì mình gọi là vẫn được gọi là triệu phú đô la trên đất Mỹ này nha các bạn. Thì không giàu hơn ai nhưng mà gọi là đủ sống các bạn à. Thì cái lời khuyên của mình á dành cho các bạn, nói chung là nó sẽ đúng 100% nữa mà các bạn làm theo mình nha các bạn. Nhắc lại lần nữa nha các bạn, cái này lời khuyên này dành cho những bạn mà hai bàn tay trắng ở đây là gì, bạn kêu các bạn ở dưới quê. Thứ nhất nè, gia đình không support việc gì cho các bạn về tương lai sau này. Thứ hai nữa là bạn không có quan hệ sau khi đi ra trường làm việc. Thứ ba nữa là bạn cũng không có bất kỳ một kiến thức gì hết, nghĩa là mình ba yếu tố này, nghĩa là bàn tay trắng bạn, những yếu tố để làm giàu là nhất là bạn có một kiến thức gì đó rất là chuyên sâu về những ngành nghề đặc thù. Thứ hai là bạn có một cái gia đình có đầy đủ tiền bạc, có đủ bệ phóng nâng đỡ cho các bạn đó. Hoặc là thứ ba là bạn có những cái quan hệ giúp ích cho bạn công việc sau này, thì ba cái yếu tố đó bạn đều không có hết. Thì bạn nên xem video này để từ một đứa bàn tay trắng ở dưới quê lên Sài Gòn lập nghiệp, mua được nhà ở Sài Gòn trước 30 tuổi. Nghe hấp dẫn vô, nghe hấp dẫn vô, nghĩa là mình không có lời khuyên để cho các bạn làm giàu, làm thành tỷ phú này, đô la nọ, triệu phú đô la này, đô la nọ. Nhưng mà lời khuyên của mình là rất là thực tế. Và cái đó bà mẹ bị giao thông bắt nên rảnh ngồi tâm sự cho bạn, chứ video này không có gọi là đi ăn chơi nhảy múa gì, nó chỉ là ngồi tâm sự. Bạn nào thích nghe thì nghe, thì sau video này sẽ là video ăn chơi nhảy múa tiếp các bạn. Nhiều khi mình có hứng lên bắt chọt gì các bạn, nhiều khi hứng là bắt chọt ngồi tâm sự với bạn nghe vậy thôi, chứ ít khi mình chia sẻ lắm bạn. Mình có lời khuyên đối với những cái em học sinh mà đang thi tốt nghiệp xong, chuẩn bị nộp đơn vô trường đại học này nọ cao đẳng á, thì lên chọn ngành gì các bạn. Thì mình nói luôn á là hãy chọn ngành IT, Information Technology, đặc biệt là hãy chọn ngành lập trình nha các bạn. Hãy chọn ngành lập trình, front end hay back end gì cũng được, full stack càng tốt đó. Thì là chọn ngành IT. Vậy tại sao là chọn ngành IT các bạn? Chứ bạn biết không, hiện tại là trên thế giới, không phải riêng gì ở Việt Nam luôn, thì bây giờ vạn vật đều là IoT hết. Vạn vật đều kết nối với Internet các bạn, Internet of Things á. Họ đang cần một lượng lớn rất là nhiều gọi là nhân công, gọi là coder các bạn, nghĩa là ngồi code gõ mã cũng được, nhưng không có cần phải những cái title, những gọi là chức vụ cho cao trong ngành lập trình đâu, chỉ là những người gọi coder thôi các bạn. Nghĩa là đang còn rất 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 là nhiều. Nếu bạn không để ý, Việt Nam mình á, cách đây 10 năm
Bạn nhìn đi, bạn phải người ta tới tận nơi, người ta thu tiền điện, tiền nước, người ta gõ cửa, người ta la hét, người ta bấm số, người ta coi này nọ các kiểu, xong bạn chạy đi thanh toán tiền điện, tiền nước rất là cực, đúng không bạn? Bây giờ điện thoại ai cũng có cái bấm tiền điện, tiền nước, giờ mở app lên thanh toán, nạp tiền điện thoại là ngày xưa chạy ra tiệm mua thẻ cào để đòi, chứ giờ lên mấy cái app mà bạn mở mấy app đại, mấy app nào lên bạn cũng thanh toán tiền được, như app Momo rồi mấy app VNPay rồi tùm lum tà la ở Việt Nam đó bạn. Giờ đồ ăn delivery mở app lên người ta giao hàng tới tận nơi đó, thì ai là làm ra những cái đó các bạn? Đó là những người lập trình giống như mình, hoặc là những các bạn mà theo lời khuyên của mình học ngành lập trình á, thì sẽ làm những cái đó. Ngày xưa bạn biết ông nhân lực họ tản ra, họ thuê rất là nhiều người để đi thu tiền điện, tiền nước này nọ. Bây giờ khi có cái app, cái đồ, các bạn thấy không, bạn mua giấy số, cái đồ giấy số một tại app giờ làm xong hết luôn, thì bạn nghĩ là những người mà làm những cái công việc đó sau này sẽ bị mất việc rất là nhiều, bởi những người mà lập trình họ đã làm được, họ để đóng gói, họ combat, họ gói lại thành một cái dịch vụ rất là dễ cho điện thoại bấm cho là được liền đó. Thì càng về sau người ta sẽ càng phát triển nhiều hơn về IoT, Internet of Things, những cái xe này nè bạn thấy không, xe Tesla, xe điện nó thông minh luôn, nó tự lái luôn các bạn. Thì ai mà lập trình ra các bạn, lập trình nhúng, lập trình chip các kiểu luôn đó. Thì mình lời khuyên cho các bạn đó là hãy học ngành lập trình, bây giờ là có muộn chưa bạn? Không, bây giờ là vẫn chưa có muộn đâu bạn. Bây giờ là đang thời kỳ mà chớm nở, đang cần thiếu rất là nhiều nhân lực và tiền để trả cho những người mà làm lập trình rất là cao nha các bạn. Thì tại vì những cái ngành nghề về lập trình á là cần một thời gian đào tạo dài, có một kiến thức phải là đủ am hiểu, đủ chuyên sâu mới làm được, chứ không phải là những cái việc mà những thời vụ bạn chạy vô training 2-3 ngày rồi sắp xếp hàng hóa hay là làm cái gì chỉ cái là làm được liền. Các bạn làm chứng từ nhìn đọc làm được hết, nhưng ngành lập trình thì nó khác, nó cần một cái độ trải nghiệm, độ am hiểu kiến thức, các bạn giao tiếp với máy tính, nên á cái độ cạnh tranh á nó rất không có cao, nghĩa là bạn phải có chuyên môn thì bạn mới vô làm được các bạn đó. Thì hãy ngành lập trình là ba mẹ gần họ mà coi video này thì khuyên con á là hãy nộp vào ngành, những ngành gọi là information technology, đặc biệt là ngành lập trình nha các bạn. Thứ hai nữa là bỏ đi cái tư tưởng là khi chọn ngành chọn nghề là đi theo nghe thằng bạn hay nghe ông anh hay nghe ông chú ông nói là cái ngành này là nó ăn được nhiều lắm rồi, nó có nhiều commission lắm rồi, kiếm được nhiều ăn được nhiều, ở đây là cái gì các bạn? Dẹp tư tưởng đó nha các bạn. Mình đã nói lời khuyên trong video này đó là bạn xuất phát từ hai bàn tay trắng. Khi bạn mà xách ba lô lên Sài Gòn đi học á, ba mẹ chỉ nói được một câu là con cố gắng ăn học đi, ba mẹ chỉ lo được con tới đây thôi. Là bạn biết là khi bạn học xong rồi á, là bạn phải đứng bằng đôi chân của các bạn, không quan hệ, không tiền tệ, gia đình không giúp được gì luôn đó. Thì bạn chỉ kiếm tiền bằng đúng kiến thức của các bạn thôi. Thì mình đã tư vấn cho bạn là phải học ngành IT là như vậy. Bạn đừng có nghe cái là học ngành xây dựng ra sau này hả, mày sẽ rút, mày xây cái đường lên mày rút được bao nhiêu tiền, xong mày chia rồi ngon lắm, rồi mày vô cái ngành điện lực đi mày làm hả, mày sẽ ăn nhiều lắm, rồi mày vô ngành than mỏ địa chất đi mày hốt được nhiều lắm. Dẹp nha các bạn. Gặp thấy thằng nào mà nó nói cái đó nghỉ chơi nó mẹ luôn đi, để cho khỏi nhức đầu, khỏi phân tâm, bạn hiểu không? Nghe ông chú này mà nói đó là nghỉ luôn. Mình đã nói rồi, khi bạn không có quan hệ, không tiền tệ, ba mẹ không support gì hết, thì dẹp cái tư tưởng mà ăn chia chát rồi họ lụm húp gì đây các bạn. Nhà thì không có gì, tiền thì cũng không có, quan hệ cũng không, học toàn là cái ngành mà để ăn uống chia chát, ai chia cho mày? Nói thẳng người ta nói vậy luôn cho nó phủ, nhưng mà nó làm cho tỉnh ngộ các bạn. Hãy lập nghiệp bằng chính đôi tay của mình, bằng kiến thức của mình các bạn, cái đó nó mới là bền. Các bạn hiểu không? Nghĩa là bạn bán sức lao động ra bao nhiêu thì bạn thu về bấy nhiêu các bạn. Mình bán sức lao động ra 1.000 đô, mình đúng không, kiến thức của mình chỉ giá 1.000 đô, mình lụm 1.000 đô, tháng nào cũng lụm 1.000 đô, kiến thức của mình 2.000 đô là tháng nào mày phải trả tới 2.000 đô. Nó không có kiểu là tháng 3 triệu ra chờ cái công trình làm ngon cái hốt ra xong chia ra đứa 100 triệu, dẹp với bạn ở đâu ra, bạn không tới phần của bạn đâu. Nên dẹp cái tư tưởng nó nha, dẹp cái tư tưởng nó liền. Nhiều khi mình coi một cái thông tin gì đó, em nói gì đó nghèo từ bàn tay trắng, ước mơ sau này làm bác sĩ hoặc là làm này làm nọ, thì thật sự là ước mơ của con nít thì nó là ok, coi để mình biết là mình phải cố gắng học tập thôi. Nhưng thật sự là có những cái ngành nghề là không dành cho những người nghèo các bạn. Thật sự là bạn học bác sĩ ra 7 năm 10 năm thực tập, tiền đâu nuôi ba mẹ đâu mà nuôi các bạn theo nổi các bạn.
bạn chạy ăn hàng ngày, bạn ăn không no, mặc không ấm thì làm sao mà tiền đâu mà bạn đi học. Thì trước nhất á là bạn hãy chọn những cái ngành nghề nào mà bạn ra làm được liền. Không nên học những cái ngành mà có những cái title nghe rất là ớt, nghĩa là cái gì quản trị kinh doanh, quản lý nhân sự, rồi có nghĩa là muốn leo đầu người ta ngồi thôi các bạn. Nghĩa là từ bàn tay trắng nha, mày nói rằng không có gì trong người nha, nhưng mà rất là muốn làm những cái thứ mà leo đầu người ta ngồi thôi các bạn. Quản trị kinh doanh, quản trị nhân lực, rồi gì máy, nghe cái gì cũng toàn quản trị các bạn, nghe bảnh lắm. Dẹp mấy ngành đó đi các bạn. Khi bạn có tiền, bạn xây dựng doanh nghiệp hay là bạn làm gì đó tự động, bạn có những cái title là giám đốc, rồi quản lý, manager, cái kiểu các bạn. Học ngành IT vẫn lên làm manager, rồi chief manager vẫn lên director, giám đốc được mà các bạn. Đâu nhất thiết bạn đi học những cái ngành mà gọi là không dành cho con nhà nghèo các bạn. Bạn học ra quản lý ai các bạn? Bạn không có tiền nói ai nghe. Bạn hiểu về vấn đề mình nói không? Học cao đẳng, học đại học, học gì cũng được. Miễn sao học càng nhanh càng tốt, ra là phải làm được việc liền. 21 tuổi bạn đi xin việc ngành IT, lương bao nhiêu cũng được, 3-4 triệu làm vẫn làm nha các bạn. Nhưng mà thật sự là ngành IT ra khởi điểm là lương của bạn cũng không có tệ các bạn. Nếu mà bạn có project làm từ thời sinh viên rồi bạn chịu làm, là lương của bạn khởi điểm cũng rất là cao, mười mấy triệu là cũng được, 10 triệu cũng được các bạn. Chủ yếu học kinh nghiệm. Ví dụ như á, bạn không giỏi hơn người ta, bạn đang học á, đi vô lập trình á, vô công ty người ta làm 8 tiếng, bạn làm 16 tiếng cho mình. Ngày xưa là mình làm 16 tiếng đồng hồ lập trình không á. Làm gì bạn làm đến khi mà bạn hiểu hết luôn, bạn nắm hết luôn á. Thôi là lúc đó là lương bạn lên ghê lắm bạn. Hãy cố gắng làm nhiều hơn người ta. Cái ngành người ta nói là chăm ta chăm hay không bằng quen tay. Lập trình cũng vậy các bạn, lập trình nó y chang vậy, nó cứ cần bạn cứ code càng nhiều là tự nhiên bạn nhìn vô cái function nó, những cái API nó làm nó quen luôn rồi các bạn. Người ta gọi là thành công nhân code luôn, thợ code luôn các bạn, giống như thợ mộc á, đục nhiều quen tay các bạn. 21 tuổi bạn học kinh nghiệm đúng không? Khoảng tầm là 2 năm là tới tầm năm 23 tuổi là bạn phải gọi là kinh nghiệm bạn rất là nhiều rồi. Là nghĩa là bạn có thể nhảy việc. Ví dụ như đang 10 triệu, bạn nhảy phát là nhiêu? Nhảy một phát phải gấp đôi thì bạn mới nhảy nha, nhảy một phát là 20 triệu. Từ 20 triệu bạn nhảy một phát là nó phải lên là 30 triệu. 30 triệu là nhảy lên 40, 40 nhảy lên 50 triệu nghe bạn. Có nghĩa là từ năm 21 tuổi thì tới năm 23 tuổi là bạn 20 triệu, 24 là bạn nhảy lên được 30 triệu, 26 tuổi thì ít nhất cũng phải 40 triệu. Bạn năm 26 tới năm 28 là được 50 triệu. Thì các bạn tính là một tháng 50 triệu là một năm là bạn làm được là 600 triệu các bạn. Thì 3 năm nó 28, 29, 30, 3 năm nó là bao nhiêu các bạn? 3 năm là 1 triệu, 1 tỷ 8. Thì chung cư á là tầm đổ tầm 2 tỷ thì bạn có thể mua trả góp. Ví dụ như bạn vô bạn trả là 1 tỷ 2, rồi bạn góp thêm 600 triệu. Ví dụ như vậy bạn làm thêm năm sau nó nhiều khi đủ thì mình lại thanh lý hợp đồng luôn. Mình đang nói là từ năm 27 tới đến năm 30 thôi nha, cái tiền nó tích lũy thôi nha. Còn cái trước đó nữa là bạn lương tháng 3-40 triệu là bạn dư còn nhiều lắm á. Bạn sắm iPhone, sắm biết nghe luôn các bạn. Kệ mẹ tụi bạn các bạn. Bạn hiểu không? Tới cái lúc mà bạn xuất phát điểm á nó thấp hơn rồi thì bạn bè bạn sẽ có ô mày học ngành gì vậy, ôi mày học gì, mày học canh tiệm net à. Chứ đúng không, học ra canh tiệm net các bạn, chứ đôi co tụi nó học ngành sang lắm bạn. Cái gì ngân hàng nè, tài chính nè, quản trị nhân lực nè, nó học cái ngành ghê lắm bạn. Học nghe là sau này chỉ có làm sếp thôi bạn, thì bạn hiểu không? Mày là sau này học ra làm gì, sửa máy tính cho mấy đứa văn phòng chứ gì này nọ, kệ nó. Mình đã nghèo hơn này nọ là nó tụi trẻ sinh viên mà nó hơn thu nên làm cho bạn nản đó. Rồi ra làm theo đúng lộ trình của mình nói cho các bạn là lương 50 triệu trong tầm tay nha các bạn. Mình đã nói là mình đang nói là common, là chung cho tất cả mọi người, là để ra xuất phát điểm nên đi làm, chứ không thể là cứ nói là thằng kia giỏi quá mới làm được như vậy, hoặc là mày phải có một gì đó có tài năng thiên bẩm một cái gì đó hơn thì mới làm được theo lời khuyên của thằng Kho. Không có, mình đang nói lời khuyên chung luôn, nghĩa là xuất phát điểm là nghèo là một, thứ hai là dốt là hai, thứ ba là không có quan hệ, thứ bốn không có tiền tệ gì đó. Nhưng mà bạn phải chăm chỉ cố gắng theo đuổi mục tiêu tới cùng. Đã nói là vô học ngành lập trình là phải học tới cùng, để quyết tâm làm được một cái website hoặc là một cái app nào đó để phải làm cho được. Là bây giờ là phải theo ngành lập trình thì sau này cơ hội bạn đổi đời rất là nhiều. Có nhiều bạn nhiều khi làm xong học mua nhà ở Sài Gòn này nọ, nhiều bạn cố gắng hơn học tiếng Anh tiếng đồ này nọ để đi qua Đức, qua Thụy Sĩ để làm lập trình, qua Nhật, qua Singapore, qua Mỹ, qua đồ làm lập trình. Các bạn thì thích lấy quốc tịch Nhật, lấy quốc tịch Sinh, quốc tịch Thụy Sĩ, Đức, Na Uy, Mỹ, Canada, hãy học lập trình cho mình.
Nói chung là hôm nay mình rảnh mình chia sẻ với bạn coi là để gọi là từ hai bàn tay trắng, rồi từ quê lên, rồi lập nghiệp, rồi mua nhà ở Sài Gòn hoặc là Hà Nội. Chung cư thôi cũng được các bạn, chứ còn kiểu mua nhà đất từ hai bàn tay trắng mà ở trên đó mua một phát chục tỷ không có các bạn. Mà tiếp theo đó là mình nói với bạn là bạn phải nắm bắt thời cơ. Khi mà bạn làm, bạn mua nhà, bạn ổn định được rồi, bạn có một số vốn rồi á, thì lúc đó bạn mới khởi nghiệp được. Bạn làm theo kiểu là bạn đam mê, bạn làm này làm nọ. Thì bắt đầu từ cái đó là cơ duyên của các bạn, từ kinh nghiệm tích lũy, từ kiến thức bạn học được, từ các mối quan hệ sau khi mà bạn đi làm, bạn đồ này nọ các bạn. Đó, thì từ năm 30 tuổi này nọ các kiểu đó thì bạn bắt đầu gọi là thoải mái, bạn muốn kinh doanh đầu óc hay làm gì làm đó, thì đó là tùy theo duyên của các bạn. Chứ còn mình nói thì các bạn là khi mà người ta đã chia sẻ các bạn là bí quyết làm giàu để làm này nọ, là hết làm giàu được rồi người ta mới chia sẻ nha các bạn. Hết ăn được rồi người ta mới nhảy, người ta mới chia sẻ các bạn. Còn đang ăn ngon ai chia sẻ các bạn, người ta đang lụm ngon chia sẻ bạn vô nhạnh thị phần sao. Mình nói ví dụ như mình á, ngày xưa á mình kiếm tiền á, thật sự là năm lớp 10 là mình kiếm tiền được rồi các bạn. Thật sự là mình chia sẻ bạn luôn, năm lớp 9 là mình đã kiếm tiền được rồi. Đó các bạn, nghĩa là có máu kinh doanh trong người rồi các bạn. Ngày xưa chia sẻ luôn là ngày xưa mình chơi võ lâm, vui không bạn? Mình ngày xưa là các bạn lứa tuổi của mình là bạn biết rồi, võ lâm nó phát triển rầm rộ, tivi rồi các kiểu thời sự cũng đâu là cũng võ lâm luôn mà. Ca sĩ diễn viên cũng nhảy theo võ lâm chơi anh xem hết. Thì á, kể chuyện vui nè, thời đó mình chơi võ lâm á, chơi tiệm net ví dụ. Ai cũng nhảy vô rồi chơi xong, còn mình á, mình cứ nghĩ nhá. Làm sao để kiếm tiền được trên võ lâm. Đó bạn, mà sao mình sao kiếm tiền được cái game mình đang chơi mình yêu thích, mình sao kiếm tiền được. Bạn biết không? Cái mình thấy cái thằng mình cái mình cứ thấy cái mấy thằng nó chơi game á trên võ lâm, nó cứ rao bán cái tiền ảo trên võ lâm á, nó rao bán cái tiền ảo gọi là tiền vạn. Mà không hiểu được tiền đâu ở đâu ra mà nó cứ bán hoài à. Thế là một quyết định, lúc đó mình ở Nha Trang nha, mình kể vui nha, ở Nha Trang. Lúc đó mình gom là 200.000 để mình chạy vô trong Biên Hòa Đồng Nai á, Biên Hòa Đồng Nai gần Sài Gòn các bạn, để mình mua tiền ảo. Đúng, cái thời xưa là mình đã có máu tiền ảo trong người rồi các bạn. Ghê không? Bắt xe đò, thời đó là xe đò các bạn, làm gì. Nhảy ra xe đò luôn bạn, nhảy ra bến xe, lên xe đò chạy vô Biên Hòa, xong thuê xe ôm nha, chạy vô trong cái hẻm hóc gì của nhà nó. Ghê, mà giờ nghĩ lại kỹ không dám vô bạn, nhiều khi nó đánh nó trắng lột mất ạt mất đồ luôn á. Mình nhớ là mình lúc mình mua 200.000 rồi đưa được 150 vạn tiền ảo nha bạn. Nói gì cho nhiều khi nhiều cô chú ở đây coi không hiểu là cái tiền đó tiền gì, nó tiền ảo trong game. Xong mình kết bạn kết thân nó, mình hỏi nó ủa làm sao mà kiếm được tiền trên này ảo trên này hay vậy, rồi xong bán hay thế. Nó không chỉ bạn, nó không chỉ đâu, nó bán cho mình xong cái mình xách xe đi về. Xong mình kết bạn trên game trên ảo á, xong mình hỏi thăm là đó tôi chơi game này nọ, tôi cũng muốn họ kiếm được tiền trên này, không biết làm sao, rồi ông chỉ sơ bí quyết này nọ rồi đi theo kết bạn này nọ rồi bạn. Dòng dài đâu được nửa tháng á, xong nó thấy mình thân thiện này nọ, nó chỉ bạn, thì nó chỉ mình cách để gọi là tìm được lỗ hổng trong game bạn, trong game ngày xưa võ lâm của Vina Game, tìm được cái lỗ hổng bạn, lỗ hổng vui lắm. Thì lúc đó mình làm mình kiếm được rất là nhiều tiền trên võ lâm, xong cái mình mới rao bán tiền ảo lại bạn. Từ khi mà mình đã nói bạn đồng tiền trước đồng tiền khôn, thì bạn bỏ tiền ra bạn học kinh nghiệm này nọ, tìm quan hệ thì tới một ngày mình cũng vẫn mình làm được tiền ảo, xong cái mình bán ra bán thì có đứa nó tới, nó nhận nó đòi mua tiền ảo của mình, mà nó ở Nha Trang luôn bạn, vui lắm. Xong hẹn ra, nó chạy ra tiệm net nó giao dịch với mình, mất cười lắm. Xong chạy ra tới nơi, trời ơi má, nhìn ông ra giao dịch biết ai không bạn, ông thầy dạy môn văn của mình. Lớp 9, ông thầy dạy môn văn của mình chạy ra mua tiền ảo của mình. Ông ra dịch anh kho, trời ơi nó bán tiền ảo vui. Xong hai thầy trò giao dịch tiền ảo xong, ổng dẫn đi ra ngồi ăn cháo dịch đồ này nọ, mắc cười lắm bạn. Xong rồi nói chuyện về game luôn, tại vì sao trong game á mình quýnh thấy mẹ ổng luôn mà. Tại lúc đó mình làm được tiền trong game ảo, xong mình mua đồ mình mạnh lên, xong dư tiền mình bán á bạn, ra quýnh ổng chết hoài à. Xong ổng thấy ổng mua tiền của mình để về ổng build đồ ổng lên á cho nó mạnh á, ai ngờ tới ông thầy. Xong rồi cái thằng lên lớp ngồi nhìn ổng giảng mắc cười lắm bạn. Ông kia chứ má thằng kho này tối về nó quýnh mình thấy mẹ, sáng là giờ văn cho chết cha đó luôn. Không nói với ngày xưa mình học văn cũng được, mà mình thích học sơ văn này nọ lắm đó.
Thì từ xưa là mình đã nắm bắt cơ hội rồi, mình không có quan hệ là mình phải bỏ tiền ra liền các bạn, mình làm để mình phải tìm tòi cách để tăng quan hệ với mấy đứa đó. Thì cách tốt nhất là nó bán sản phẩm gì mình mua kết thân kết bạn các bạn. Cái đó là hầu như là ở trong game hay ngoài đời nó cũng như nhau các bạn. Ngày xưa lúc là mình chưa có tiền á, còn nhỏ thì mình cầm 200 ngàn tới, mình kết bạn với thằng bán tiền ảo trên Võ Lâm. Thì mình kết bạn được thì mình học được bí kíp của tụi nó, làm cách làm giàu của nó. Thì tới khi bây giờ, bạn thấy không, mình muốn kết bạn với anh Johnny Đặng, mình cầm 30 ngàn đô la tới. Anh Johnny Đặng hỏi, anh kết bạn với em nha. Anh Đặng kêu, ok, of course. Giống như bạn coi phim Bố Già á, ngày xưa có câu rất là hay, nghĩa là tôi sẽ đưa cho anh một cái đề nghị mà anh không thể nào từ chối. Đó, thì mình cũng vậy, mình áp dụng. Thì khi bạn muốn tăng một cái quan hệ hay muốn học hỏi người này người nọ cách làm giàu hay là làm nọ, thì mình hay áp dụng nó, mà đưa cái đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn các bạn. Không thể nào người ta đang làm giàu tới chuyện hay là người ta đã như thế, các bạn chạy tới bạn nói ê mà làm giàu sao giờ chạy tới rồi, mày dạng gì mày lai like. Bạn đó chứ các bạn dạng nó là gì, các bạn ta có biết mày đâu các bạn. Thì thật sự là người ta bán sản phẩm đó, mình tới mình mua, mình kết bạn. Thì là từ từ mình học hỏi, mình kết bạn, mình học hỏi cách làm giàu của người ta. Rồi mình tìm cách để mình làm giàu các bạn. Cũng vậy á, ví dụ như người ta bán nội thất, thì mình tới mình mua nội thất. Xong rồi mình mua, ngày mua cái bàn, ngày mua cái ghế, ngày mua cái đèn. Kết thân các bạn. Đó. Nhiều khi sau này bạn bán được sản phẩm cho người ta luôn. Ô, anh làm nội thất này hả? Em nhà em có làm xưởng gỗ này nọ, cũng đóng tủ đồ, anh có nhập đồ gì không? Em bán rồi, em chia chiếc khấu lại các bạn. Đó, cái là cách làm rất là hay, thông minh sau này. Đó là bí quyết, còn tùy theo mọi người áp dụng thôi các bạn. Từ một thằng mình đi mua tiền bạn mà mình lại bán được tiền bạn cho người khác luôn, thì cũng phải có xuất phát điểm là mình phải bỏ tiền ra mình đi mua tiền bạn đầu tiên để mình hỏi kinh nghiệm các bạn. Đó, nhiều khi sau này mình đi buôn kim cương các bạn, mình nhập kim cương gốc ở đâu bên Ấn Độ, Nam Phi, cái mình hỏi anh Johnny Đặng, hỏi anh nhập kim cương không, em có mối này em nhập cho anh rẻ luôn, gốc luôn, em ship tới tận Houston cho anh luôn. Đó, dạng gì các bạn. Thì đầu tiên là bạn phải, người ta bán sản phẩm gì đó thì bạn không thể nói miệng được các bạn. Bạn hãy mua sản phẩm người ta, ủng hộ, làm này làm nọ, từ từ. Cũng vậy các bạn, người ta bán đồ ăn, nhà hàng thì bạn tới bạn ăn, bạn ăn nhiều, bạn có thân, kết quen chủ nhà hàng các bạn không? Sau này bạn nói, anh bán cá này, ăn ngon này nọ, em có cái nguồn nhập cá, có hồ đìa nè, anh để nhập cho anh nè. Bình thường là em nhập 200kg, bây giờ em nhập cho anh 180 thôi, chỗ anh em rồi các bạn. Cái đó các bạn, người ta nói là đồng tiền đi trước đồng tiền khôn. Nếu phải tiện tới quán người ta kêu ô nhập cá không, cá không, nhà hàng đúng không, nhập cá không, nè tôi có cá đó, má biến mẹ tôi có mối ruột người ta đang nhập cá 200 ngàn ngon, bạn hãy tới ăn nói chuyện tình cảm từ từ, bạn giành được cái mối người ta luôn. Thứ nhất là người ta nể mặt mình, thứ hai là chỗ thân quen người ta không nhập, người ta ngại đó. Đó hay các bạn, đó là nghệ thuật các bạn. Hầu như bạn đọc cái sách siêu hép gì tào lao áp dụng được đâu các bạn. Thì cái đó là tùy theo nhanh nhạy nắm bắt của mỗi người các bạn. Mình là cái máu kinh doanh, mình nhìn đâu cũng thấy tiền các bạn. Thời xưa là mình kiếm tiền ghê lắm, lớp 9, lớp 10 mình kiếm tiền ầm ầm, xong rồi lên cái mình sau này nở rộ ra phong trào làm offer. Các bạn biết không, làm offer là làm giống như làm cho mấy cái bay, những cái bay vẫn kiếm tiền được nha các bạn. Bạn làm những cái khảo sát, những survey, rồi bạn fake mail của bên Mỹ, ở Việt Nam bạn fake mail ở bên Mỹ, rồi fake luôn cả mấy cái con sóc, mấy con socket, rồi giả IP rồi nọ để kiếm tiền này nọ. Bạn Việt Nam nè, rồi tụi Nga, rồi tụi Triều Tiên, rồi nó làm ghê lắm bạn. Nó làm thiệt sự luôn á, bạn ảo là kiếm được rất là nhiều tiền, nhưng mà bạn phải biết nắm bắt được thời cơ. Nhiều người á, họ thấy internet mạng này nọ thì họ chỉ lên là lướt Facebook rồi chat chít, rồi làm này làm nọ, chơi game, chơi gủng rồi các bạn. Họ chỉ để giải trí thôi, nhưng mà họ không biết cách gọi là kiếm tiền từ trên những cái nền tảng đó. Thì mình từ ngày xưa, cách đây mười mấy năm là mình đã kinh nghiệm để vậy các bạn. Có điện thoại, bạn vẫn kiếm tiền được trên điện thoại, bạn kiếm đồ, vẫn kiếm xu, kiếm đồ ầm ầm được hết á. Chủ yếu là bạn có cái niềm đam mê về cái đó hay không thôi. Nhưng mà thật sự là mình nhìn vô cái gì cũng có tiền á, mình kiếm tiền được ở ngoài đời và trong game, trong ảo, hoặc là kiếm được hết luôn các bạn. Nên mình rành cái cách vận hành của bên internet lắm. Thế này sao tập ra đẹp ghê, ngựa rồi tùm lum tà lai hết.
trang trại rồi, bạn nhìn thấy không? Ồ, trang trại ngựa đẹp, quá đẹp luôn. Thôi, má chém gió nãy giờ mỏi mỏ quá đi các bạn. Bữa nay là bị giao thông bắt rồi, nói chung là bắt cũng không có gì là buồn lắm bạn. Vẫn còn để ra challenge với nó thôi các bạn, ra đấu với nó. 50-50, mình thắng thì mình vô tội, còn nó thắng thì mình đi đóng tiền, rồi mình đi học khó ngày, xóa tích cực xong. Các bạn, suy nghĩ tích cực. À. Rồi, chia sẻ cho mấy bạn là từ hai bàn tay trắng đó rồi đó. Lên Sài Gòn lập nghiệp, mua nhà ở Sài Gòn. Rồi, cách để gọi là từng bước nữa làm giàu. Thì mình không chỉ cách bạn làm giàu như thế này hết, nhưng mà để bạn thoát nghèo, có nhà ở Sài Gòn, cuộc sống ổn định luôn, tháng 50 triệu. Thì nhớ theo lời khuyên của mình, làm đúng theo những cái lời mình nói là 100 bạn là làm được 100 bạn hết nha các bạn. Thứ nhất là dẹp cái tôi, dẹp cái tự ái đi, dẹp cái ngại ngùng đi. Thì các bạn hiểu không? Đừng có sĩ diện, học những cái ngành mà nghe rồi ót mà ra làm không được con mẹ gì các bạn. Thứ hai nữa là dẹp cái tư tưởng mà ăn uống đi các bạn. Mới làm cái gì mà năng lực mình bao nhiêu mà cứ nghe cái ngành thay thồ, cái ngành đó ngon la rồi làm được ăn uống rồi làm được chi chác rồi dẹp tư tưởng nó. Làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Tháng nào cũng 2.000 đô đều trong túi là ổn định rồi các bạn. Một năm lụm hai mấy 30.000 tiền thưởng ra là ok. 30.000 đô là ngồi trong người là được rồi. Ở Việt Nam 30.000 đô là ngon rồi. Từ một đứa nghèo, từ hai bàn tay trắng đi lên Sài Gòn học lập nghiệp như vậy là quá ngon rồi các bạn. Nên đừng có bây giờ mà đi theo một cái sĩ diện học để về cho bà hà họ hàng hàng xóm nói học mấy gì, học ngân hàng. Trời ơi má ơi, học ngân hàng luôn, nghĩ sau này họ tiền nó nhiều lắm, tiền đâu ra ông nội. Học ngân hàng ra họ đi làm gì làm sale á bạn, đi sale tín dụng rồi đi gặp tới khu công nhân rồi xong rồi phát tờ rồi đăng ký mở vay tín chấp rồi xong rồi đi tới xong tiếp theo là cái gì chuyên gia thổi nến rồi sát thủ đọc lệnh rồi gì ông thần tài chính gì nó má thấy mẹ luôn. Dẹp mấy cái tư tưởng mà không làm rồi có ăn đi nha các bạn. À. Còn thằng nào mà suốt ngày nó cứ tư tưởng nó nghĩ chơi mẹ luôn nha bạn, nhục sim đổi số luôn mẹ đi cho nó nhanh, nghe nhức đầu các bạn, nó làm mình phân tâm á. Mẹ nói là hả, cùng tư tưởng cùng chí hướng á thì mình chơi, còn nó ngồi mà cứ ngồi ngày ngày nó cứ ngồi nó cứ bom vô đầu mình tào lao không tặc, nghĩ mẹ đi bạn. Người ta nói là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đó mới gọi là bạn bè. Còn vô tòng bè không má chết luôn á. Thì mấy em sinh viên, anh em chuẩn bị làm sinh viên thì nhớ lời khuyên của anh là sau này á, 5 năm sau, 10 năm sau quay lại coi thử anh Khoa khuyên có đúng không. Bây giờ mình mới nhận được gọi là biển số đây bạn. Sau một tháng trời luôn, sau một tháng trời giờ mới nhận được cái biển số xe. Ok, giờ chúng ta sẽ mở ra ra coi biển số mình là nhiêu nha các bạn. Đập hộp biển số xe bên đất Mỹ nha các bạn. Đây là lần đầu tiên là phải ghi lại khoảnh khắc này các bạn. Không biết biển số đẹp hay xấu đây. Ồ, ở trong này nó có một cái tờ giấy nha. Trong này có một tờ giấy nè các bạn. Đây là cái gì đây? Total là 432 đô gì nữa các bạn. Nó có một xanh đồ này nở đây nữa các bạn. Đây là review chi tiết các bạn coi thử là cái gì. Đó. Thì dán hai cái, một cái là June là tháng 6, một cái là cái gì, hai cái mã này mình không biết, hai cái mã này để làm cái gì. Này ở trong nó là gì nha. Cái thì là cái này. Tại biển số xe của mình 8XAX264, bà mẹ cái số gì mà nó xấu. California DMV, mà DMV là chỗ mà làm biển số xe thi bằng lái. DMV California nha, mà đây biển số California của mình nha. Ông nào ở nhà chuyên số đề nhớ ghi biển số xe này nha, 264 ghi số đề nha. 82 là 10 nút, 64 10 nút, 0 nút, bà mẹ nó. Số gánh XAX gì là tào lao nè. Hỏi thêm cái nữa. Đó, mình được hai biển số, ở trước ở sau nha các bạn. Giờ đóng vô thôi, nói chung là cảm ơn các bạn xem đến giờ phút này. Nhớ hay nhớ cái kênh mà like chia sẻ. Mình còn điều thứ hấp dẫn hơn như lần sau. Giờ kết thúc.